này rộng lớn nha các bạn. Đây có cái đường đi ngang bên đường, bên đó là cái thao thao center, Eastwood Thao Center là qua đây mẹ thao luôn. Mẹ xem coi bên kia là cái gì, đi qua bên đường nó là có cái gì. Đúng ra là đi ở trên. Mẹ coi. Không biết rồi. Mẹ đi vô trong hả? Ở đây thì đâu có sao, đi đại đi. Thì đi qua bên kia mới có đồ ăn. Bữa nay trời lạnh đi mang giày. Để nghe. Để nhanh lên xe nước. Đây. Chữ à? Không có nữa. Đây là Eastern Town Central. Eastern Town Central là chỗ cả nhà. Bên đường đó cả nhà thấy đẹp không? Khu Y Xuân. Mưa ầm ầm. Chưa, đây. Mình để cái xài luôn. Rồi con gác đi. Sao thì té dịnh thôi. Chưa, mẹ làm chưa. Rồi, đi. Vô mua đi. Phải scan mới vô được. Vô mua gì nhanh lên. Đây có nước nè. Hả? Vô đi. Mua gì nhanh lên. Giờ mình đi qua cái khu này, đi vòng vòng một chút rồi
tại chị mưa á, mình không được đi, không được đi lại cái chỗ cái công viên nước nóng á cả nhà. Chị mưa giờ mình phải đi vòng vòng ở siêu thị chứ. Siêu thị ở Y Xuân nó có gì nhẫn vàng, đồng hồ Rolex. Chị đổ khách đi nhé. Đây là có khi nó có cái gì mà này. Ok, uống đi uống đi. Đó, cái trung tâm của Y Xuân. Đó, đây là. Đây là block 925. Đi vòng vòng đây chứ. Để đi, cầm đi. 928 bên kia 925. Sau lưng mình 925. Lâu lắm rồi mình không có đi lại đây nha cả nhà. Đây là center. Khu ăn uống ẩm thực khu này khu bán chè à. Chè tới 2 tiệm. Chị mưa không đi chơi được, cô đi vòng vòng siêu thị. Đây. Đây là 927. Giờ mình đi. Ở đây là mình. Ở đây là cái tiệm bicycle. Đây có tiệm bán. Cái tiệm bán. Chỗ cái chỗ cá đẹp quá. Oh my god. Sao đẹp quá vậy? Cái là phải phụ phi xe. Nó phải phụ phi. Cho ăn nhiều quá vậy đi chết. Đấy là cái lấy xe. Ôi cá đẹp quá mọi người ơi. Sắp kì. Chỉ rồi, bên đây có cái tiệm. Đi vòng vòng đây rồi mình đi vô cái mo lớn cả nhà, mo lớn, cái xinh lớn. Phía bên kia đường, đi quanh kia đường quá nơi. Đây tiệm tóc, thì mưa tiệm tóc vắng lắm cả nhà. Không có khách, cái tiệm này là cắt cái đầu mọi đâu. Ồ, đây nhỏ lắm. Ồ, đây nè Quỳnh, cái bông bông mui nè cả nhà, bông mui đó, bông sim, hoa sim tím. Mình mua hoa sim tím một cây nó chết queo rồi cả nhà. Bây giờ đợi vài ngày nữa mình đi lại cái khu ăn kêu. Khu đó nó có bán. Cái lì xì Y Xuân. Y Xuân Trung Xuyên. Chết rồi. Ừ.
qua bên kia đường hết ta. Bên xe bus bên đó. Đây tiệm vàng cũ cả nhà, tiệm vàng bán đồ cũ. Đây một cái camera an ninh to thật là to cả nhà thấy không? Rồi đi qua bên đường lại, đi qua siêu thị bên đó lớn. Nhanh lên bạn ơi. Cái gì nhanh lên. Vô đây tớ hù. Lấy giấy chùi đi. Đây nè. Mặc chùi rồi hả? Đi kiếm thục gác chùi. Qua đây. Bây giờ làm cái bánh xe rộng lớn dữ sợ luôn. Hồi xưa không có cái chỗ này cả nhà. Hồi xưa không có chỗ này. Xưa chỗ này nó trống rỗng. Chắc là mới giờ lại bánh mới nè. Cái này chỗ mới nè. Thì kiếm toilet nữa. Đây. Bán đồ xe. Đây chạm xe bus. Chạm xe buýt. Cái xuân. Có rửa đi. Đấy không được, chỗ này uống. Chỗ này nước uống. Đây nè, chỗ nước uống. Cho cả nhà xem. Khu này là để cho nước uống cho người dân uống miễn phí cả nhà, for free one. Chỉ có địa phương chút xíu sự đồng hồ hơ để ta chia hơ. Chạm xe bát lớn ghê luôn. Để đăng quan. Chạy chưa chắc á. Đây là một cái office, cái văn phòng của văn phòng của xe tàu điện rồi luôn cả nhà. Đây là một cái văn phòng, cái xe của tàu điện Singapore. Đây là một cái bán đồ tất cả Singapore, bán đồ này. Mình đi đâu là cái khu. Cái này nè, cũng có số xe với nhà thấy không? Để coi coi. Giờ mình tắt cái điện thoại đi, mình đi coi coi đi lại đó xe gì nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà nha.